Quang Ai Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì quý cô chú anh chị ơi, sáng nay là Duy Minh có đặt một cái mâm cơm chay 500k cúng dùm là cô Diệu Quang ở quận 6 ha quý cô chú anh chị. Đó. Thì gồm có là nước nè. Quý cô chú anh chị. Đây con. Ở trên má con. Cầm giùm em cái. Bé có lớn một tí ha. Lớn hả? Mâm cơm này 500k, còn đó là 500 ngàn á. Của ai anh? Của cô Diệu Quang ở là quận 6. Hôm trước là cỡ tháng mấy trước á, là cô cũng có nhờ anh đặt cúng rồi đó. Giờ cô lại đặt cúng tiếp. Tháng mấy này là cô đặt. Hôm nay là có đặc biệt là có nước nha. Dạ. Có 10 cái nước này. Có đá đúng không? Nè. Đông để đăng ký nằm ngoài đều được ăn uống vui vẻ luôn. Trong trong vừa caramel và vừa rồi hôm cho giờ tới ta ta đỡ đồng hai đều có ta. Cái tay mà con bỏ ra một cái gầm vậy. Cái tay mang cầu nó dập nước quá. Xong một kẹo luôn rồi. Kêu mình bầm nó cho cái cầu nó cũng chết. Chị gái chú nào cũng về. Thầy anh nghe tan con ngài địa tàng bó ta được lời em thời giàu nói đến trong trăm nghìn kia bóng không ngăn được. Cái chị Hương đâu rồi ta? Chị Hương chị Trang đi đâu rồi? Chở cháu đi chơi rồi. Đây không ai phụ. Làm cho chúng thành trong nhanh nhanh đi bé My. Bà đây mới đến trăm nghìn. Bên mình đó, bữa nay không có em đó à nha. Không có thì tính theo không có. Người ta nói là nam tả nữ ngủ đúng không? Sao tự nhiên mới ở đây mà tả em vậy ta? Vậy là có điểm không? Gì đấy? Đi số. Món gì số gì vậy? Không có lo gì anh. Món gì số gì sao? Bên đây người ta nói là nam tả nữ hữu mà tự nhiên mắc thẻ ra mắc thải em mới giật. Có đẹp gì không? Có đẹp dưới rồi em giật đá đây luôn ha. Cái này cũng khán giả nè. Cô Diệu Quang ở quận 6. Cùng là cánh đồng biển. Có đứa bắn là đúng rồi. Ngày trả là đúng rồi. Em ghi view ơi. Canh đồng biển nha. Ôi, bữa nay canh đồng biển đó thôi. Ghi view phải đúng món nha. Vậy phải đẹp đi là... Anh Minh ơi, bữa nay có canh đồng biển nè. Mày, con đi gom mấy bịch lại coi. Bỏ một gác bự kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vui hướng trong mong mong ngày chớ xa cần chuyên lòng tướng niệm thường nhân gian ta chiêu bao thấy do thương dung nghiệp thân rồi liền đăng ký phong đăng trời đưa kinh giáo nghe qua tay nhìn vàng đời ra mình kia mình nói xong chưa hết rồi xong ra kia mình nói xong đúng rồi ra kia mình nói xong đi coi cá. À, coi cá nên liên quan tới đàn đúng không? Người nhà hoa hoa người liên nhau mê mộng trong chân chân mà cầu chẳng được nào giống lòng chị ơi, chị ơi, em hoa quả chị gái ở biển hả? Nhận đàn kim bao đều em đã quên thăm bỏ sát này luôn ha, nó có bún nát, bún nát tí nữa, đây mình ở nhà nữa coi. Cậu ngồi lê rồi quá trời, 300 lê, đúng rồi, để ngoài luôn cũng được. Ly này có ai đẹp vậy ta? Rồi, em đổi chai City là mời cậu nha. Cô mấy chai? Cô cắn miếng miếng. Cô cái chị Ngân Hương ơi. Ngân cái ly đó là ly nước dừa hay gì vậy? Cái ly trắng trắng ly nước dừa hả? Nước dừa của bé bé My. Thì mình giờ các bạn qua chờ cho Neo cúng chứ. Cũng cũng hai bạn ở đây có dư dư bạn mà. Lát sợ không ai dùng á, có hai bạn cùng lúc mình dùng luôn. Rồi coi nhóm nhóm bạn qua miếng. Đúng mà. Trời. Mình nhóm ở đây này họ bài mình xuống trước. Nhóm ở đây này họ bài mình xuống trước. Đây rộng quá đây. Thôi mình cứ cúng đây đi xong rồi thì bình thường đi. Rồi sau thì mình có cái 4 tiếng sau có gì đâu. Dạ. Đâu đây là có tiền cấp đấy rồi. À xong đi có dài nữa đó. Đúng rồi, dài nữa là cộng à. Cậu chóc mặt luôn. Ta mình lấy ghế không ta? Lấy ghế mời cậu không? Còn ghế á, không biết lấy ghế không ta? Quá nắng luôn. Giờ không có ghế mà mình giấy xong không có ghế luôn á. Rồi giấy rồi có ghế. Bây giờ mình qua bên bắt hộ đi. Trời ơi. Hôm nay là ngày 17 năm ngày 2013 cũng là một năm sau. Chỉ bên lớp, lớp thấy như trình dưới cả đủ năm trong 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 Tại lạc
Chú chị thì Duy Minh một lần nữa cũng rất là cảm ơn cô Diệu Quang ở quận 6 đã gửi cho Duy Minh cúng một cái mâm cơm chay ha quý chú chị, gồm có là nước và cà phê sữa và hoa quả của cô Diệu Quang ở quận 6 Diệu Quang ha. Cơm này là 12 ok, đây là một cái mâm cơm cũng thông thường như mỗi ngày vậy anh. Nhưng mà bao nhiêu hộp cơm á? Thì cũng 10. Ngày xưa giờ em cũng là 10 không à? Cũng là 10 thôi. Một bàn thì 10. Hôm nay còn có nước ngọt, trái cây, bình bông đầy đủ ha bà con. Cô Quang. Quý cô chú anh chị ạ. Quà. Quý cô chú anh chị, đồ chay thì gồm có là đồ kho nè, cái này là còn nóng hổi luôn nha quý cô chú anh chị, tại vì đồ của Duy Minh đặt á là của cái chị cũng quán cơm cũng gần ở đây cho nên là vừa nấu xong á là đem tới thôi ha quý cô chú anh chị. Đó. Có nước nè, đặc biệt là nước nè, vì mình nắng quá vì mình cúng nước thêm cho các chư vị dùng chung với chú Du Linh luôn. Đó, chú Du Linh thì còn có một ly cà phê sữa nè, để này luôn đi, với một ly cà phê sữa với một cái xì tin nó quý như vậy đó cho chú. Cái mì thì đang chỉnh sữa hoa lại cho đẹp ha quý chú anh chị. Đó thì ở đây Duy Minh thì cô Diệu Quang cũng có là một cái phần quà nho nhỏ muốn gửi cho là anh Giàu. Thì Duy Minh xin mời anh Giàu với anh Trống Dòng. Trống Dòng thì đang quét, anh Trống Dòng giờ chuyển qua làm đàn bà luôn rồi làm việc giống thấy không, quét nhà rồi. Quý chú chị nè, anh để gặp riêng mấy anh này ra đây cho, tại vì quý chú chị cái lo nó mở to quá quý chú chị không, chứ mình phải đi qua đây nhờ mấy anh qua đây. Cô cũng có một cái món quà đây với anh Ngọc luôn. Anh Ngọc anh cầm giùm cái em gửi cho anh Ngọc cái. Cô Diệu Quang á, cô gửi cho Duy Minh và chuyện gửi cúng 500, cái bàn 500 và cô gửi cho em gửi trao cho 5 người, trong đó có Duy Minh trong đây nữa, mỗi người là 200.000. Thì anh Giàu nè, anh Áo Vàng nè, anh Ngọc nè, dưới 15 ếch với Duy Minh là 5 người nha. Chứ là anh trao cho anh Ngọc anh Hoàng, anh cũng gửi lời gì đến con cô Diệu Quang. Con xin cảm ơn cô Diệu Quang đã cho con 200.000 đưa có tiền ăn xe. Cảm ơn cô Diệu Quang, con cảm ơn cô Diệu Quang, chúc cô được sức khỏe và làm ăn thế này. Tớ đây có anh Giàu luôn, em cũng gửi cho anh Giàu ha, trong đây cũng có anh dạ gửi tiền cho anh là tiền đổ xăng đó. Có cả 15 ếch hả, 15 ếch, 15 ếch cho anh gặp tí xíu rồi vô. Cô Diệu Quang có gửi là 1.500.000, trong đó có là 500.000 là mình cúng tiền cơm nãy đó dưới nước á, trong đó có một còn 1.000.000 lại cô gửi cho 5 anh em mình để hỗ trợ tiền xăng
cậu bánh bánh trái này kia rồi đó. Đó thì mỗi người nó 200. Thì mấy anh kia thì anh đã đưa, còn em á em nhận giùm mà có muốn gửi lời gì đến cô Diệu Quang ở quận 6 không? Dạ con nhận được 200 ngàn rồi cô Diệu Quang. Con cảm ơn 15m, cảm ơn cô Diệu Quang rất là nhiều, chúc cho cô và gia đình được dồi dào sức khỏe, gia đạo bình an, thành tài phát tâm. Và cũng cảm ơn mình luôn. Rồi, anh cũng thay mặt cô Diệu Quang cảm ơn tất cả các anh em ở đây đã có bỏ công sức để làm mẫu của chú, tô điểm mẫu của chú được thêm sạch đẹp ha, cho bà con cô bác tham quan. Văn quý của chú anh chị ơi, thì vừa rồi thì bà con cũng biết những cái tấm lòng của những vị khán giả yêu mến chú Linh, trong khi đó là nhờ anh em mình cúng cũng có là hỗ trợ gửi tiền cho anh em mình luôn nghe quý của chú anh chị. Đó thì Duy Minh lúc nào cũng cái sự công khai minh bạch hết quý của chú anh chị. Những người khán giả mà gọi nhờ Duy Minh cúng á là đều là gửi cho tiền khăn, nói chung là tiền mà khán giả của mọi vị khán giả thì đều cho một cách khác nhau ha quý cô chú anh chị. Thì Duy Minh cũng trên cái video này Duy Minh cũng rất là cảm ơn những anh chị cô chú bác trong suốt thời gian vừa qua đã tin tưởng Duy Minh và gửi cho Duy Minh mua đồ cúng, cũng như là gửi những cái tiền xăng, tiền cho Duy Minh, hỗ trợ Duy Minh trong những cái ngày tháng vừa qua tại mộ của chú Duy Linh. Thì Duy Minh thành thật rất là cảm ơn, rất là biết ơn cô chú bác đã gửi cho Duy Minh. Một lần nữa Duy Minh xin cảm ơn cô chú bác anh chị đã gửi cho Duy Minh, hỗ trợ cho Duy Minh để trang trải trong cái cuộc sống mưu sinh, cũng như là đi chia sẻ với YouTube, nhưng mà cũng phải cần có tiền, được bà con cô bác yêu quý hỗ trợ Duy Minh, rất là cảm ơn bà con ạ. Nói thật sự luôn á, Duy Minh cảm ơn bà con nhiều lắm. Bây giờ thì video đến đây thì Duy Minh cũng không quên là cảm ơn cô Diệu Quang đã hỗ trợ cho Duy Minh cái cũng tiền xăng với tất cả các anh em ở đây. Thì bên trong là chuẩn bị là cúng tiếp ha quý cô chú anh chị. Đó thì video đến đây thì Duy Minh chia sẻ cũng khá là dài à. Bà con cô bác thấy video có điều gì sơ sức thì mong bà con cô bác cũng niệm tình mà bỏ qua giùm cho Duy Minh và đợi lại những comment bình luận góp ý giùm Duy Minh ha quý cô chú anh chị. Bây giờ thì Duy Minh xin chào. Hẹn bà con là một cái video tiếp theo ạ.